xám. Và ngay sau đây, hãy qua sẽ được kể vào bên trong của đường kia. Để chúng ta chờ đón giao bằng đồ vật tiếp theo đến từ châu Mỹ. Bố ba mẹ bác co đang nhìn rằng bất lần tự do của mình ngay tại đất cầu Trung. Và một lần nữa đồng tiến gần hợp với tất cả quý vị về tài năng bất lần tự do của mình. Thưa quý vị, nhóm bạn này có thể sống đến 75 năm và sở hữu danh cho một hồ suy nghĩ tương đương với những đứa trẻ lần 3 khi trưởng thành, giúp cho các bạn này có thể rất thông minh nhé. Và ngay sau đó hãy chờ đón những bạn đồng vật tiếp theo đến từ châu Phi. Quý vị đang chờ đón sự xuất hiện của những bạn đồng vật đại diện cho châu Phi, đó là các bạn cò mỏ thia, cò mỏ võng của châu Phi. Nhớ bạn này có những chiếc mỏ rất là ngộ nghĩnh trên cơ thể của mình. Nhớ bạn này được tìm thấy tại châu Phi, thưa quý khách. Và một đằng nữa, châu Á của chúng ta đang xuất hiện, đó là những bạn đồng vật cò lớn nhất đang di chuyển phía sau, được gọi là Giang Sen, hay còn gọi là cò Lào Ấn Độ, được tìm thấy rất nhiều tại miền Nam của Việt Nam. Và ngay sau đây, hãy chờ đón một châu lục cuối cùng, đó chính là châu Úc. Quan sát bàn tay trái của tôi để chờ đón những bạn đồng vật đến từ châu Úc. Các bạn ba mươi tượng hòa bình, các bạn vô cầu hòa. Vâng, xin kính chào tất cả các bạn bồ câu vua.